Hồng Đăng bất ngờ xuất hiện trong tập cuối Thương Ngày Nắng Về. Những tưởng vai Đức Xuân của Hồng Đăng đã biến mất hoàn toàn khỏi phần cuối phim, nhưng nhiều khán giả bất ngờ khi thấy nhân vật này xuất hiện trong tập cuối theo một cách rất đặc biệt. Sự xuất hiện của Đức Xuân được thể hiện trong tập cuối Thương Ngày Nắng Về, đó chỉ là tiếng, không có hình, thông qua cuộc trò chuyện điện thoại giữa Đức Xuân và Duy, Đình Tú. Vừa thấy cuộc gọi của Đức, Duy đã vội trách. Em hơi bị giận đấy nhá, không biết anh bận biểu kiểu gì mà đám cưới của em vợ với em rể lại không về thế. Này, anh đừng tưởng gửi một ít quà cưới về coi như là xong việc đấy nhá. Đứng bên cạnh Duy, Vân Trang, Phan Minh Huyền hỏi nhỏ. Anh Đức à? Duy khẽ gật đầu. Ở đầu dây bên kia, Đức Xuân đáp. Anh đã định về mà bốc vé không kịp nên đành nhờ mẹ xăm sau gửi quà thôi. Chúc chú dì trăm năm hạnh phúc nhá. Duy này, dì Trang là cô em vợ anh rất quý. Dù anh với Khánh có thế nào thì mãi mãi Trang là em gái của anh. Nên em quý trọng và đối xử tốt với em gái anh nhá. Đức Xuân tiếp lời. Dạ vâng ạ, anh cứ yên tâm đi. Em sẽ trân trọng những gì mà mình đang có. Hôm nào anh về, cả nhà mình đi ăn một bữa nhỉ? À, em nói cho anh một bí mật nhé. Hôm đám cưới, anh bác sĩ kia không được tham gia đâu đấy. Cho nên anh cứ liệu đi. Em nghĩ là đến lúc anh quay trở lại rồi, Duy quân sư cho Đức thể hiện sự ủng hộ của cặp đôi Đức Xuân. Vân Khánh, Lam Phương tái hợp. Ừ, đi xa để trở về đúng không? Anh cũng đi lâu quá rồi, nhưng chắc chắn anh sẽ gặp cả nhà thật sớm. Câu chốt của Đức Xuân cho thấy hy vọng và một cơ hội đoàn tụ của gia đình nhỏ vẫn chưa tắt. Nghe thấy Duy vẽ đường cho Đức, Vân Trang liền hỏi. Lê Minh giữa các chàng rể đấy à? Duy nhìn ra xa, nơi có Khánh đang ngồi cùng mọi người và đáp. Chứ còn sao, nhưng mà quan trọng vẫn là quyết định của chị Khánh. Về phía Khánh, trước đó cô đã có cuộc trò chuyện với các con, thể hiện sẽ không vội vàng đến với bất kỳ ai trong giai đoạn này. Cái kết mở cho cuộc sống của Khánh cũng là sự lựa chọn mà diễn viên Lam Phương rất tâm đắc. Sau khi tập cuối phim được phát sóng, nữ diễn viên Lam Phương chia sẻ. Hành trình đã khép lại, nhưng mẹ Nga và ba cô con gái vẫn sẽ sống tiếp cuộc sống của mình. Vẫn sẽ còn những khó khăn, còn nhiều đau đớn khi mẹ sẽ ngày một quên dần những ký ức về gia đình. Nhưng chắc chắn cũng sẽ có rất nhiều yêu thương. Vân Trang và Duy sẽ vô cùng thành công, có hai em bé thật xinh đẹp và mạnh mẽ như mẹ Trang, lớn lên thành những người ưu tú. Vân Vân, Ngọc Huyền sẽ trải qua nhiều vất vả trong hành trình khẳng định mình với sự nghiệp tạo dựng tên tuổi của mình. Nhưng chàng Phong, Doãn Quốc Đam lãng tử, từng trải sẽ luôn bên em, sẽ luôn ôm lấy Vân khi em mệt mỏi, áp lực, cả khi em thành công cũng như thất bại. Và hai em sẽ cưới nhau dù hơi muộn một chút. Và tương lai cho nhân vật đã được Lam Phương hình dung ra như sau. Còn Vân Khánh của Phương, cô ấy sẽ trở nên mạnh mẽ, bản lĩnh, độc lập hơn. Cô ấy và San, So, Bảo Linh, Tuấn Phong sống với mẹ là chỗ dựa cho mẹ Nga, nghệ sĩ ưu tú Thanh Quý hàng ngày. Khánh sẽ là người kể cho mẹ về những chuyện đã qua và an ủi mẹ khi mẹ cảm thấy bơ vơ, lạc lõng vì sự lãng quên của mình. Khánh sẽ có lúc cảm thấy tủi thân, nhưng mỗi khi San So ôm mẹ, Khánh sẽ có thêm ngàn lần sức mạnh để chiến đấu tiếp. Rồi Khánh sẽ từ từ tạo dựng sự nghiệp riêng cho mình, tự tạo ra cuộc sống tốt hơn cho các con, cho mẹ và cho chính mình. Và rồi đến một ngày, biết đâu ngày ấy sẽ đến, ngày mà Đức sẽ về, khi Đức cũng trưởng thành, bản lĩnh, giỏi giang hơn. Khi ấy, hai con người trải qua quá nhiều nỗi đau, cùng trưởng thành, cùng thấy lại tình yêu mà San So hằng mong muốn. Cảm ơn cuộc đời Khánh đã mang đến cho Phương nhiều trải nghiệm, nhiều tình yêu và nhiều ý chí hơn. Cùng nhau cố gắng mỗi ngày Khánh nhé! Có thể nói, cuộc gọi của Đức Xuân là cách ekip viết một cái kết thắp lên hy vọng đoàn tụ sau ly hôn của cặp đôi Đức Khánh như nhiều khán giả từng mong chờ. Đại diện truyền thông của Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam VFC đã hé lộ bí mật đằng sau cái kết này. Đạo diễn và biên kịch đã phải cân nhắc nhiều về cái kết của bộ phim. Để bà Nga ra đi như bản gốc hay có một happy ending, cái kết hạnh phúc cho người Việt. Và cuối cùng, họ đã tìm được một phương án tôi nghĩ là thỏa đáng nhất, vừa mang lại cảm giác tuyệt vọng cho người xem, một nỗi đau tột cùng để mỗi người tự nhìn lại bản thân và trân quý thời gian khi bố mẹ còn sống, vừa mang lại niềm hạnh phúc vỡ hòa khi biết mẹ Nga đã qua khỏi, thậm chí còn nhớ được các con mình để tạo thành cái kết ấm áp. Cuộc gọi của Đức cũng khiến cái kết trọn vẹn hơn khi ta có thể chờ đợi vào sự đoàn tụ của gia đình Khánh. Trong lời cảm ơn các diễn viên, thành viên đoàn phim, người đại diện truyền thông không quên nhắc đến nam diễn viên Hồng Đăng. Chúc mừng đạo diễn, biên kịch, ekip, đoàn phim, đặc biệt là các diễn viên đã đi ghép một hành trình với đầy đủ các cung bậc cảm xúc và cảm ơn đã mang lại ngần đó cảm xúc cho mọi người. Chúc mừng riêng Huyền Ly Di đã có vai diễn giúp em tự tin hơn với nghề. Chúc mừng Tú đã trưởng thành, Lam Phương vẫn xuất sắc như thường lệ, Đàm đã có thể nghĩ đến như vai diễn ngôn tình sau này. Ngọc Huyền có sự khởi đầu như mơ, trân trọng và ngưỡng mộ tài năng của các nghệ sĩ kỳ cựu Thanh Quý, Minh Hòa, Trung Anh, Lan Hương, Bá Anh, Đăng, người em sớm trở về nhé
và rất nhiều anh em khác. We are a family, chúng ta là một gia đình. Sự xuất hiện của nhân vật Đức Xuân bằng tiếng nói đã tạo nên nhiều cảm xúc cho khán giả xem phim. Phần đông khán giả đều đồng tình, tâm đắc với kết phim như vậy. Khán giả quan sát kỹ lưỡng sẽ thấy Đức Xuân còn thấp thoáng xuất hiện ở phân đoạn điểm lại các hình ảnh đặc sắc cuối phim. Anh ngồi cạnh Sam, So, nhưng ekip đã cắt bớt, chỉ để lại phần vai của nhân vật. Đặc biệt, trong bài đăng của người đại diện truyền thông và nhiều nghệ sĩ trong phim, hình ảnh nhân vật Đức Xuân đã xuất hiện ở bức ảnh ghép hội tụ tất cả các nhân vật. Dưới bài đăng của các nghệ sĩ và ekip, khán giả để lại nhiều bình luận như sau. Có nhân vật Đức Xuân mới tạo nên một bộ phim hay, vẫn phải ghi nhận sự đóng góp của Hồng Đăng trong bộ phim này, nên một chút hình ảnh nhỏ bé của Đức xuất hiện ở tấm hình này cũng không có gì là quá đáng. Mình không phải là fan của anh Hồng Đăng mà chỉ yêu thích bộ phim này thôi. Hôm nay còn được nghe giọng anh Đức Xuân nữa. Nói cho cùng, không có Đức Xuân thì cũng bớt vui đi một phần. Sáng như có Đức thì cái kết sẽ trọn vẹn biết bao. Anh Đức gọi điện về, như thế là ok rồi. Kết phim viên mãn, không ai bị bỏ lại phía sau. Thậm chí, một số khán giả còn bày tỏ. Không biết bao giờ mới được xem lại những phân cảnh bị cắt của Khánh, Đức. Thật sự rất muốn xem cái kết ban đầu mà ekip từng ấn định. Chờ Đức Xuân về, mong có ngoại truyện để cho Khánh được nhận kết thúc trọn vẹn hơn. Về giọng nói của nhân vật Đức Xuân trong cuộc trò chuyện với Duy, nhiều khán giả cũng tranh cãi đây là giọng thật của nam diễn viên Hồng Đăng hay người khác nhái giọng. Một khán giả đã để lại bình luận bày tỏ quan điểm gây chú ý. Cuối phim, ekip đã cho diễn viên Hồng Đăng xuất hiện một chút, không biết có phải giọng nói của Hồng Đăng hay không. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, pha Đức Xuân mà nam diễn viên thể hiện đã là một mảnh ghép không thể thiếu của Thương Ngày Nắng Về.